Từ lâu, chúng ta đã biết đến những lợi ích về sức khỏe thể chất của việc đi bộ. Các nghiên cứu khoa học thần kinh mới đây còn chỉ ra những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần của môn thể dục này. Theo tiến sĩ, bác sĩ tâm thần Eric Gries, đi bộ là một liệu pháp tinh thần được sử dụng để phòng bệnh hay chữa bệnh. Đi bộ có ảnh hưởng nhất định đến hệ thần kinh. Nó có tác dụng chống viêm và chống căng thẳng, làm tăng sản xuất yếu tố dinh dưỡng thần kinh trong não, kích thích sự nhân lên của các tế bào thần kinh ở những khu vực chịu tác động trong trường hợp lo lắng hoặc buồn chán. Tiến sĩ Gries cung cấp một chương trình trị liệu đi bộ bao gồm 7.000 cho đến 7.500 bước mỗi ngày, với tốc độ từ 100 cho đến 110 bước mỗi phút trong vòng 3 tháng. Người tham gia chương trình kiểm soát bản thân bằng máy đo hoạt động hoặc máy đếm bước đi. Bằng cách nhìn vào máy đo, người tham gia trị liệu bằng đi bộ sẽ có động lực để thực hiện số lượng bước cần thiết. Những người bị trầm cảm nên bắt đầu với 3.000 bước mỗi ngày và sau đó tăng dần số bước. Sau đây là một số lợi ích đối với sức khỏe tinh thần mà đi bộ có thể mang lại. Tăng khả năng nhận thức. Đi bộ có tác động tích cực đến khả năng học tập nói chung, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ giúp cải thiện khả năng nhận thức của trẻ trong độ tuổi từ 4 cho đến 7 và từ 11 cho đến 13, hai giai đoạn phát triển và trưởng thành của hệ thần kinh trung ương. Ở người cao tuổi, hoạt động thể chất làm chậm sự suy thoái của các tế bào thần kinh. Những người cao tuổi tham gia các hoạt động thể chất vừa phải như đi bộ cũng tỏ ra minh mẫn và nhanh nhạy hơn khi họ vượt qua các bài kiểm tra thần kinh. Giảm lo âu, căng thẳng. Những người đi bộ từ 2 cho đến 3 lần một tuần đều tỏ ra ít lo lắng và căng thẳng hơn. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng những người duy trì hoạt động thể chất thường xuyên ít bị các triệu chứng lo âu hơn. Nguy cơ bị căng thẳng bệnh lý ở những người năng động thấp hơn so với những người ít vận động. Tập thể dục có tác dụng điều chỉnh phản ứng của hormone đối với căng thẳng. Những người tham gia thường xuyên vào các hoạt động thể chất có khả năng chống lại các hình thức căng thẳng về tinh thần và thể chất tốt hơn. Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị trầm cảm. Đi bộ làm giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Kết luận này dựa trên dữ liệu nghiên cứu về việc đi bộ 7.000 bước để ngăn ngừa trầm cảm. Cách tốt nhất chống lại sự tái phát và đeo bám của bệnh trầm cảm là tiếp tục hoạt động thể chất đầy đủ sau khi hồi phục. Nên thực hiện ít nhất 7.000 bước mỗi ngày và không đi dưới 5.000 bước. Đi bộ ở đây là đi bộ bình thường, giống như một người thực hiện trong khi di chuyển. Cũng như khi điều trị bằng thuốc, việc tập thể dục chỉ cho kết quả sau 8 đến 12 tuần. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận hiệu quả của việc sử dụng liệu pháp đi bộ trong điều trị trầm cảm. Trong quá trình điều trị bằng tập thể dục, việc giảm các triệu chứng trầm cảm tương ứng với mức giảm của chất miễn dịch chống viêm trong máu. Các bài tập này làm tăng chất dẫn truyền thần kinh monoamines trong não, có tác dụng tương tự như tác dụng của thuốc chống trầm cảm.